Dương Tử từ chối Đặng Luân để hợp tác cùng Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai. Trong thời gian gần đây, những tin đồn xoay quanh dự án Trầm Vụn Hương Phai dường như đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Bộ phim có lẽ là dự án gặp nhiều sóng gió nhất năm 2021 vì cho đến thời điểm hiện tại, công ty sản xuất Hoàn Thụy vẫn chưa chính thức tìm ra được nữ chính để hợp tác cùng Thành Nghị. Dự án cứ mãi trì hoãn và ở trong thế lận đận hơn bao giờ hết khi cứ phải thông báo về việc thay đổi nữ chính từ ngày này qua tháng nọ. Việc Trầm Vụn Hương Phai vẫn chưa thể khai máy có khả năng sẽ khiến Hoàn Thụy lỗ một khoản rất lớn. Theo nhiều nguồn tin cho biết, Dương Tử sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim vì cô vốn là nhất tỷ Hoàn Thụy. Công ty lúc này đang gặp khó khăn nên việc cô ra tay giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng fan của Dương Tử không hài lòng, họ phản đối việc thần tượng nhận Trầm Vụn Hương Phai và hợp tác với Thành Nghị. Được biết, lúc đầu vai nữ chính sẽ được giao cho Cảnh Điềm, nhưng không biết vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà nữ diễn viên đã rút khỏi dự án. Bạch Lộc được thay thế nhưng sau đó vài ngày sau, ngôi sao Học viện Quân sự Liệt Hỏa cũng lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên thông báo sẽ không góp mặt trong Trầm Vụn Hương Phai như những lời đồn trên mạng. Thông tin Dương Tử và Thành Nghị cùng hợp tác trong dự án Trầm Vụn Hương Phai bỗng trở nên hot vài ngày nay. Những tin đồn xoay quanh bộ phim sắp sửa ra mắt trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên là sự việc Cảnh Điềm vướng vào tin đồn cho hay nữ diễn viên có ý định xé couple với nam diễn viên Thành Nghị. Tiếp theo là tối ngày 30 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh bị leak được cho rằng là tạo hình của Dương Tử trong phim đóng cùng Thành Nghị trong dự án mới Trầm Vụn Hương Phai đang khiến dân tình bàn tán không ngớt. Sau khi tin tức này được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông chưa lắng xuống, thì câu chuyện về tạo hình của Dương Tử được leak trên mạng xã hội vào ngày 30 tháng 3 cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Trong khi những hình ảnh về tạo hình của Thành Nghị trong dự án lần này được khen đẹp mọi góc nhìn khi diện đồ cổ trang, thì Dương Tử lại làm nhiều người thất vọng vì liên đồ có chút phèn và quê mùa. Dĩ nhiên, fan của nàng tiểu hoa 9X cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng đây chỉ là ảnh ghép của nữ diễn viên chứ không phải là tạo hình mới mẻ gì cả, nên không thể đánh giá hết được tạo hình cùng nhan sắc của nữ diễn viên. Chưa kể trước đó, Dương Tử từng làm việc chung với những ngôi sao đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Đặng Luân, Ngô Diệc Phàm. Cho nên, nếu lần này ngôi sao hương mặt tựa khói xương nên duyên cùng Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, chẳng khác gì cô trở thành một cánh bồm lớn xuất hiện cứu cánh khi con thuyền gặp phải gió lớn. Từ những dẫn chứng trên, có thể kết luận rằng làm sao Dương Tử có thể nhận một dự án mà ngay cả Cảnh Điềm rồi cả đàn em Bạch Lộc đều đã từ chối trước đó. Mặt khác, tuy Thành Nghị cũng được coi là một trong những nam diễn viên có thực lực của nền điện ảnh Hoa ngữ, nhưng thực tế khi so với những cái tên như Tiêu Chiến, Ngô Diệc Phàm thì nam diễn viên vẫn có phần lép vế hơn. Tuy nhiên, nếu trường hợp đây là sự thật là tạo hình của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai thì khán giả cũng chỉ biết lắc đầu vì sự đầu tư không nghiêm túc. Nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên trông như đang đóng những bộ phim thời kỳ thập niên 80-90 vì tạo hình và trang phục vừa già vừa quê mùa. Trước đó, trên mạng xã hội Weibo xôn xao với thông tin ekip sản xuất Hương Mật Tựa Khói Xương đang dục dịch làm phần 2 và cố gắng tiếp xúc với Dương Tử để mời cô đóng vai nữ chính trong phần này. Ngay sau khi tin tức được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú vì họ khẳng định nàng cẩm mịch sẽ không thay thế ai khác ngoài Dương Tử. Tuy nhiên, nguồn tin từ các blogger cho rằng Dương Tử đã từ chối tham gia Hương Mật Tựa Khói Xương 2. Nguồn tin còn cho hay, đoàn đội của nữ chính Cá Mực Hầm Mật đã thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim. Mặc dù vậy, đoàn phim Hương Mật Tựa Khói Xương 2 vẫn cố gắng để mời cho được Dương Tử về đóng vai chính, bằng chứng là họ đã đưa ra những quyền lợi về phía Dương Tử, nhưng tất cả mới chỉ là tin đồn vô căn cứ. Hiện tại vẫn chưa có lời xác nhận chính thức nào từ chính chủ, nên khán giả vẫn luôn hy vọng và mong đợi sự trở lại hoành tráng của nàng cẩm mịch. Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai vẫn chưa có lịch khai máy và phía Dương Tử cũng giữ thái độ im lặng trước tin đồn. Nếu Dương Tử và Thành Nghị thật sự hợp tác thì bạn cảm thấy thế nào? Một số cộng đồng mạng rằng không có miếng giả chân nào luôn, tạo hình nhìn y như Photoshop, nhìn hai mắt lệch lệch luôn á. Ảnh này là ảnh ghép, Dương Tử có nhận phim hay không vẫn đang chờ tin tức chính thức, không ăn dưa. Trầm Vụn Hương Phai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về câu chuyện xoay quanh yêu tinh Hoa Sen, Nhan Đàm và nhân duyên cùng với những chuyến phiêu lưu của nàng với Ngư Tinh Dư Mặc và Ứng Nguyên Đế Quân.